người chơi nam phải rời khỏi đảo Thiên Đường là... Chắc chắn là em nghĩ trong đầu nếu như mà có cái vụ loại này thì sẽ có mình. Bởi vì là em rất ít vote. Rất là ít vote. Gần như là nhất trong nhà, ít nhất trong nhà. 탈락자가 두 명의 후보가 있다라는 걸 들었을 때 바로 예상했어요. 저는 너무 노골적으로 나연이만 이렇게 했었고 다른 친구들하고는 제 나름의 선을 딱딱 지켜가면서 친구로서만 했기 때문에 당연히 투표는 못 받겠다. 아, 집에 가겠구나. 라는 생각이 들었어요. 하 An Huy, rất tiếc hành trình của bạn phải dừng lại tại đây. Everybody. I'm so happy when I'm in here. This is for girls. A gift from Vietnam. Mình lạnh thấu trong ngày tháng xa vời. This is a gift from Vietnam. Two girls are cooking Korean and two women. Mình nói cho chồng. No. Oh. This is from bottom of my heart. I have to leave right now. Love you. Love you guys. Too. Love you. Good luck. Mm-hmm. Right, good luck. Enjoy. Enjoy. This moment is special for me. Special. I. I'm so sorry. Chỉ cần em nắm tay, anh sẽ hơn mưa nguyên đêm thức thâu. Chỉ vì mỗi em, chỉ là vì mỗi em, cho anh cảm giác yên bình đến lạ. Gửi Quyên, rất vui khi được gặp bạn trong chương trình này và mong rằng món quà này sẽ làm bạn hạnh phúc. Hà An Huy to you, hy vọng món quà nhỏ này sẽ làm bạn hạnh phúc. Come song with us. Hà An Huy to you, this is Vietnamese áo dài and hope you like it. Hà An Huy to you, it's nice to meet you. I'm very grateful and wish you a good evening. Phải chi mình đủ dũng khi nói ra, đừng lặng im trước khi xa, để lại đoạn đường kia vắng em. I miss you, còn đâu đó dấu chân đã hẳn. Giờ sao bỗng dưng thình lặng nhiều trong vắng,
chuyện ta đã hết từ rất lâu rồi mà sao cứ vẫn vương hoài thôi mất môi bồi hồi lên môi lòng bối rối. I miss you tựa như những giấc mơ hão huyền, một mai khi vượt qua ta sẽ thấy bình yên chìm trong khúc hát bao nốt thăng trầm. Dẫu chẳng ai bận tâm, ít xa cũng nhẹ lòng. Lần cuối xong rồi, thôi mong. Chưa vừa cảm thấy vừa hạnh phúc vừa buồn nhiều hơn thế. Trong cùng một thời điểm luôn, dành cho em năng lượng rất tuyệt vời. Lần đầu tiên em cảm thấy là mình có một trải nghiệm nó vô giá như thế. Dẫu chẳng ai bận tâm, ít xa cũng nhẹ lòng. Lần cuối xong rồi, thôi mong.